Bộ phim Mẫu Nghi Thiên Hạ. Tập 9. Miễn lễ. Nhìn thấy trận thế hoành tráng như vậy, còn tưởng đâu gặp được quý nhân nào nữa. Hóa ra chính là nha đầu năm xưa nằm trong vũng bùn đất đất. Ta không hề cảm thấy bản thân mình có thay đổi lớn đến đâu. Ta vẫn là ta. Ngài hà tất phải nói móc ta như vậy? Cảm giác trở thành thái tử phi sao hả? Có không? Có phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa? Không phải ta vì muốn có được thứ gì mới làm thái tử phi. À, vậy thì cô thực sự đã yêu thái tử. Và ngài ấy có yêu cô không? Không liên quan gì đến ngài. Nói vậy cũng phải. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều tùy tùng luôn đi theo trước sau. Trong mắt cô lại chỉ có sự cô đơn. Ai thấy cũng biết có chuyện gì xảy ra mà. Ta sống có hạnh phúc hay không, không cần người khác đến khua chân múa tay. Phải. Tại hạ chẳng qua chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà nếu như thái tử phi muốn, có thể với tỷ tê bên tai thái tử điện hạ, dù muốn lấy mạng của tại hạ cũng dễ mà. Không phải nữ nhân ở hậu cung giỏi nhất chính là việc này hay sao? Vậy ta đến để đa tạ ngài hôm đó đã cứu giúp ta. Lúc mưa lớn, ta không biết ngài đối với ta mà nói là phúc tinh hay là tai tinh. Nhưng mà nhờ có ngài ta mới được làm thái tử phi tử, đây là sự thật. Nhưng mà nếu như ngài còn nói những lời bẩn cợt chăm chọc ta như vậy, ta sẽ không cảm kích ngài nữa. Cho dù bây giờ cô có dùng ánh mắt dữ tợn hơn bây giờ gấp 10 lần nhìn ta, thì trên người của ta cũng sẽ không có thêm cái lỗ nào. Sao hôm nay không nói một câu nào hết vậy? Lưỡi con bị mèo con bắn rồi sao? Con chỉ là đang nghiêm túc ngồi nhìn hoàng hậu cắm hoa, không dám làm phiền người. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt ta, ta không cần phải câu nệ. Tướng mạo của ta trông rất đáng sợ sao, khiến con phải thấy sợ? Phong thái của hoàng hậu thân thiết dịu dàng. Mỗi lần gặp hoàng hậu, con đều cảm thấy yên tâm và cảm động. Không phải là con sợ người, mà là con không biết làm sao để thể hiện sự tôn kính của con đối với người. Từ khi ta quen con đến nay, ta luôn cảm thấy con là một nữ tử rất kiên cường. Nước mắt, nó không thuộc về con. Là khi nãy lúc con đi đến đây, bị gió thổi trúng vào mắt. Nhà đầu ngốc, sao ngay đến nói dối cũng không biết nữa. Con đi ra ngoài nhìn thử xem, lá trên cây không động đậy một chút nào, lấy đâu ra gió. Ta cũng biết chỗ khó trong lòng của con, nhưng mà con phải cho thái tử thêm chút thời gian để thái tử nhìn thấy được điểm tốt của con. Nam nhân hơn nửa số họ phải dỗ dành là qua được một đời. Con chỉ mới có mấy ngày, nếu như con mới phải chịu một chút lạnh nhạt đã âm thầm khóc lóc, vậy sau này còn phải chịu nhiều nữa. Con sao, như vậy cũng không giống con. Hoàng hậu điện hạ, con thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Con xin người dạy con. Bất luận phải chịu khổ bao nhiêu, con đều có thể chịu đựng được. Nhưng mà thái tử điện hạ chính là phu quân của con, là bến bờ hạnh phúc cả cuộc đời con. Như không có được tình yêu của ngài ấy, cuộc sống của con còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chính quân, con rất kiên cường. Nhưng mà ưu điểm này của con ở trước mặt nam nhân, nó lại biến thành khuyết điểm. Bởi vì nam nhân chỉ sẽ yêu thích những nữ nhân cần họ đứng ra bảo vệ. Cho nên ở trước mặt phu quân con, không cần phải thể hiện con rất kiên cường.
Nếu như những giọt nước mắt con cố nhịn không rơi trước mặt ta, nhưng để rơi trước mặt thái tử, quan hệ giữa hai con chắc chắn sẽ càng thân thiết hơn bây giờ nhiều. Con đã hiểu rồi. Nước mắt khiến vẻ đẹp của con càng động lòng người. Con nhìn qua này, không phải cũng cần có mấy giọt sương mới càng trở nên xinh đẹp hay sao? Đa tạ hoàng hậu điện hạ chỉ dạy. Con sẽ cố gắng để thái tử hiểu rõ tâm ý của con. Thái hậu cẩn thận, cẩn thận. Các người lùi xuống hết đi, hết đi. Hả? Là ai đem tấm gương đồng này để ở đây vậy hả? Ta nhất định phải giết kẻ đó. Hồi bẩm thái hậu, là do nô tỳ để. Ta đã đoán ra Trường Lạc cung không có ai có được lá gan này cả. Nhà đầu nhà ngươi thật sự đang chết. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc ngươi là chủ nhân của Trường Lạc cung hay ta là chủ nhân của Trường Lạc Trường cung đây? Người đâu, mau lôi nha đầu này đi ra ngoài chém đầu. Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Lôi ra ngoài, lôi ra ngoài nhanh lên. Thái hậu, thái hậu, sợ gì nô tỳ làm vậy? Là vì nóng lòng muốn cứu thái hậu. Nô tỳ muốn trị khỏi bệnh cho người triệt để. Ta không muốn nghe người nói gì nữa. Từ trước đến giờ ta chưa từng gặp nha đầu nào không biết sống chết như ngươi. Nếu những người không sợ phải rơi đầu, vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Tấm gương đồng này là tính vật định tình hiếu chi hoàng đế tặng cho người phải không? Làm sao ngươi biết được? Nô tỳ đã to gan suy đoán ra chuyện này. Hơn nữa bệnh của ngươi không phải cũng là do nó mà ra sao? Thái y đã nói với nô tỳ, nói thời gian trước đây ngươi không ăn không uống, đêm không thể ngủ, tình trạng bị đau đầu đều là do tâm trạng buồn bã buồn nên mới như vậy. Thời gian dài càng khí quốc ức lâu ngày tổn thương tới phế mạch nên dẫn tới tình trạng bị ho. Thái y đã nói là nếu như thái hậu vẫn lơ là không chữa trị kịp thời, đợi đến khi càng khí quốc ức xâm nhập vào trong tâm mạch thì cho dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Tại sao thái y không nói những điều này cho ta biết? Bởi vì người nào nhìn thấy thái hậu cũng đều cảm thấy rất sợ hãi, còn dám nói chuyện với người sao? Nhưng mà nô tỳ không sợ, cũng không thể sợ, bởi vì bắt buộc phải có một người nói lên sự thật với thái hậu. Thái hậu, nô tỳ cầu xin người, xin người hãy nghe theo lời khuyên thật lòng của nô tỳ. Nếu như bản thân thái hậu không tự mở khúc mắc trong lòng mình ra thì cho dù nô tỳ thật sự phải chết cũng không thể cứu được thái hậu. Lời của ta nói có phải thật không? Câu nào cũng là thật. Bệnh của ta thật sự đã đi đến bước này sao? Câu nào cũng là thật. Những kẻ nô tài vô dụng như các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều uống công ăn cơm bao năm nay, còn không bằng một nhà hoàng mới vừa tới đây. Lùi xuống đi. Dạ. Để gương đồng xuống đo cho ta. Nô tỳ đang chết, làm cho thái hậu tỉnh giấc rồi.
không liên quan đến người. Dùng gì ta không thể ngủ sâu. Thái hậu, người có cần nô tỳ nói chuyện cùng người không? Người có biết không, vào năm ta được phong làm hoàng hậu mới có 6 tuổi. Đứa trẻ 6 tuổi thì hiểu được cái gì. Thời gian đó ta chỉ biết luồn bam lây Phật lằn cà cà chơi đùa. Ta đem 10 năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chính mình dâng tặng cho hoàng cung, tặng cho huynh ấy. Nhưng mà đến bây giờ, ngoại trừ tấm gương đồng này, ta không giữ được cái gì hết, không giữ lại được bất cứ cái gì. Thái hậu, Thái hậu, nô tỳ cầu xin người, cầu xin người hãy khóc ra đi, dặn cho bản thân, nếu được như vậy người sẽ thấy nhẹ nhàng, đừng kìm nén bản thân nữa. Nô tỳ thấy thương người quá. Ta khóc khóc khóc, ta không khóc ra được. Thái hậu. Doãn nhân, hôm trước ta đến thiếu phủ tra xét, nghe nói bà đến đó lãnh một số ngọc khí, nhưng mà ta về cung thái tử lại không tìm ra có ghi chép giống như vậy. Cho hỏi số ngọc khí đó đã đi đâu rồi? Bởi vì gần đây bận rộn quá nhiều công việc, nhất thời thiếp thân quên mất việc này. Lát nữa nhất định sẽ ghi nó vào trong sổ. À, nhưng mà như ta kiểm tra, những thứ không khớp với lại ghi chép bên thiếu phủ không chỉ có 1-2 món. Doãn phu nhân, ta biết phu nhân là một người rất chú trọng đến quy tắc, nhưng mà tất cả hành động của phu nhân bây giờ lại là quy tắc của nhà nào? Hay là tính Doãn phu nhân lại thích nói một đằng làm một nẻo? Nếu như phu nhân thấy không xử lý kịp công việc, ta nghĩ phu nhân nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Thái tử phi điện hạ, xin điện hạ tha cho thiếp thân. Thân trước đây tôi không lượng sức bất kính với điện hạ, là tôi không tốt. Xin thái tử phi cho tôi thêm cơ hội nữa. Lời hứa không thể thực hiện được, có nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như muốn ta tín nhiệm bà thêm lần nữa, thì để cho ta thấy được thành ý của bà trước. Điện hạ, đây là danh sách thực đơn mà trước đây Tư Mã Lương đệ dùng hầu hạ thái tử. Thiếp thân nghĩ sẽ có ích cho điện hạ, cho nên đặc biệt giữ lại nó dâng cho điện hạ. Đây không phải hạt sen mật ong sao? Ừ. Còn có món tôm mộc miên, khô gà rừng bách bảo, tấm tai thỏ, nhãn con hương lan, canh cá bạch liên. Tất cả đều là những món mà điện hạ thích ăn. Ăn ngon miệng, đương nhiên tâm trạng cũng sẽ vui. Điện hạ, hả? Tạ điện hạ. Điện hạ, có phải là do món ăn thần thiếp làm? Không phải, không phải. Không liên quan đến việc qua đích. Do hôm nay tâm trạng ta không vui thôi. Là bởi vì những chuyện trong triều, có phải không? Chuyện ở trong triều còn chưa đến lượt ta phải bận tâm. Hôm nay là ngày kỵ của mẫu thân ta. Hôm nay là ngày kỵ của đại hành từ hoàng hậu.
Sao không có ai nói cho thần thiếp biết? Người ở trong cung đều rất bận. Bận đi ngắm hoa, bận đi nghe nhạc phẩm trà. Sao có người nhớ đến tiên hoàng hậu được chứ? Người vừa đi trà liền lạnh, đèn vừa tắt dừng cuộc vui. Trước đến giờ đây luôn là đạo lý bất dịch thiên cổ. Nhưng mà còn bệ hạ? Phụ hoàng, trước đây lúc ta còn nhỏ, người còn nhớ đến ngày kỵ của mẫu thân. Mỗi năm đều tổ chức linh đình. Bây giờ ngược lại thành thực hiện công sự. Đặc biệt từ sau khi sủng hạnh Trương Tiệp Dương, phụ hoàng đã hoàn toàn quên mất mẫu thân. Bệ hạ không phải là người như vậy. Có lẽ do chính vụ quá bận rộn. Nam nhân nào cũng đều có bản tính đó. Sau này nếu như ta cũng thành ra như vậy, nàng tuyệt đối đừng cảm thấy kỳ lạ. Bệ hạ là một người rất có tình có nghĩa. Tấm chân tình của bệ hạ đối với Tư Mã Lương Đệ, người ở trong Vĩnh Hạng đều nhìn thấy rõ. Lương Đệ là Lương Đệ, chuyện này khác với nhớ thương mẫu thân. Nàng có biết không, cho đến tận hôm nay, ta còn chưa từng chính mắt nhìn thấy mẫu thân của ta. Ta chỉ có thể đi đến tổ miếu để nhìn họa tự của mẫu thân để nhớ thương bà ấy. Lúc nhỏ nghe người trong cung nói lại, mẫu thân là một người rất dũng cảm. Cho dù là cho mẫu thân không thể cầm máu lại, bà vẫn nói với thái y là mặc kệ ta, cứu đứa bé trước đi. Nếu không phải nhờ mẫu thân kiên trì, người làm thái tử hiện giờ tuyệt đối không phải là ta. Mẫu thân là một người rất dũng cảm. Nếu như có thể đảo ngược lại thời gian, ta thà rằng mẫu thân cứ bỏ mặc ta. Mẫu thân, người là nữ nhân tôn quý nhất của bổn triều, sao phải dùng mạng của mình đổi lấy mạng của con chứ? Điện hạ, những lời điện hạ nói khi nãy khiến thần thiếp nhớ đến mẫu thân của thần thiếp. Từ khi tân hôn đến nay, ta vẫn luôn lạnh nhạt đối với nàng. Nhưng mà chuyện gì nàng cũng đều suy nghĩ cho ta. Tại sao nàng lại làm cho ta nhiều chuyện như vậy? Điện hạ, thần thiếp có thể hiểu tấm chân tình của người đối với Tư Mã Lương Đệ. Nhưng mà hiện giờ chính quân đã trở thành thê tử của điện hạ, thiếp bằng lòng cùng chia sẻ với điện hạ nỗi đau khổ trong lòng. Từ khi sinh ra, mẫu thân ta đã qua đời. Sau khi ta trưởng thành, ở chốn hoàng cung này, lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt bị ganh ghét và oán hận làm méo mó. Đến khi ta gặp được Tư Mã Lương Đệ, nàng ấy chính là nữ nhân duy nhất khiến ta có thể yên tâm tiếp cận. Đáng tiếc, nàng ấy cũng chết trong sự oán hận của cơ thiếp. Giờ ta còn có thể tin ai được nữa chứ? Điện hạ, từ lúc nhỏ thiếp chỉ thấy sự bất hạnh của mẫu thân, cho nên từ thời điểm đó thiếp đã âm thầm cầu nguyện đợi sau khi thiếp trưởng thành, thiếp nhất định phải gả cho một người trong lòng yêu thương thiếp, cùng nắm tay với nhau, yêu thương thật lòng với nhau, cả cuộc đời mãi mãi đều như vậy. Đến lúc bách niên chung lão, hai phu thê cùng hợp táng trong một mộ phần. Thời gian không còn sớm nữa, điện hạ nghỉ ngơi sớm đi.
Nàng nói ta biết tên họ của nàng là gì? Thì ra điện hạ vẫn còn chưa biết tên họ của thần thiếp. Thiếp tên là Dương Chính Quân. Bổn vương đi ngang qua đây, bị tiếng đàn của cô thu hút. Có thể khiến cho thái tử điện hạ dừng bước, nô tỳ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Cô là ai? Tại sao bổn vương chưa bao giờ gặp cô trong Trường Lạc Cung? Nô tỳ là tài nhân được thái hậu điện hạ ngự phong, tên Phó Giao, mới đến Trường Lạc Cung không lâu. Lúc nãy cô tấu khúc Trang Chu Mộng Điệp có phải không? Dạ đúng. Nghe nói thái tử điện hạ tinh thông âm luật, có thể chỉ dạy thêm cho nô tỳ được không? Mộng Giả, Quyển Giả, Trang Chu Mộng Điệp là kiệt tác lột tả, cảnh giới quên ta quên vật sâu sắc nhất trong số các nhạc khúc. Khi nãy bổn vương nhìn thấy dáng vẻ cô đánh đàn cũng tạm được, nhưng mà so với cảnh giới quên ta quên vật như ta nói vẫn còn kém xa. Đánh đàn phải chuyển động theo tâm, vậy mới đạt được cảnh giới tự nhiên. Lời điện hạ chỉ dạy rất đúng. Nô tỳ chỉ hiểu cầm kỳ cơ bản, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết sự quyền diệu của nó. Điện hạ, người có thể chỉ dạy cặn kẽ cho nô tỳ không? Tiêu Dục, Khanh đi theo bổn vương được bao lâu rồi? Kể từ ngày điện hạ được sắc phong làm thái tử thì thần đã luôn ấp đã luận ngài. Mỗi lần nghe Khanh đánh đàn thổi sáo, đắm chìm trong cảnh giới quên vật quên ta đó, tất cả mọi buồn bực và âu lo đều sẽ tan biến hết. Điện hạ quá khen, thần không giỏi gì hết, điều duy nhất khiến thần tự hào chỉ có một chút kỹ nghệ này mà thôi. Khanh không cần tự xem thường mình như vậy. Nếu không phải Khanh không thích làm quan, chỉ dựa vào vốn kiến thức uyên thâm cùng với đầu óc nhạy bén, nhất định sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc trong triều đình. Trong quan trường phải tính toán mưu lợi mọi lúc mọi nơi để tồn tại. Thần vẫn thích sống thảnh thơi nhàn rỗi hơn. Thật không ngờ một người có tính cách nghiêm khắc bảo thủ như Tiêu Thái Phó lại sinh ra đứa con chỉ biết suốt ngày chơi bời lêu lỏng như Khanh. Ông ấy, thần tuân thủ quy tắc, thần sẽ chơi bời lêu lỏng. Ông ấy bắt chăm chỉ cầu tiến, thần sẽ sống tạm qua ngày. Ông ấy bắt phải làm quan, thần nhất quyết sẽ trở thành nhạc sư. Lúc Tiêu Thái Phó nhận chức thái thú quận Bình Nguyên, thế tử nguyên phối của ông ấy quất ức mà chết. Vì đó là mẫu thân của Khanh đúng không? Cho nên Khanh cũng vì vậy luôn chống đối lại phụ thân của mình. Phụ thân Khanh dự tính cử Khanh đến Tây Việt tìm nhạc, nói rằng thay vì nhìn Khanh tiếp tục sa đọa như vậy, chỉ bằng không thấy mặt con của mình tốt hơn. Để Khanh rời xa bổn vương, bổn vương đích thực có chút không nỡ. Điện hạ, chuyện này tuyệt đối không được. Xem bộ dạng sốt ruột của Khanh, ta cũng không nỡ xa ái Khanh. Nhưng mà nếu như kêu ta đi thuyết phục phụ hoàng, vậy chi bằng Khanh quay về nhà một chuyến. Ta nghĩ trong thiên hạ này tuyệt đối không có phụ vương nào không yêu thương con của mình. Thần tuyệt đối không về. Đến Tây Vực hay là về già,
tùy Khanh lựa chọn. Tiêu đại nhân, xin đợi một lát. Thái tử phi có gì căn dặn sao? Nghe nói Tiêu đại nhân sắp phải đi đến Tây Vực, có đúng không? Quả thật chuyện tốt không ra khỏi cửa. Là điện hạ nói với người đúng không? Thái tử phi nghe tin tên khốn kiếp như ta sắp phải đến một nơi xa xôi, trong lòng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Mặc dù chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng mà dù sao ngài cũng đã từng giúp đỡ ta. Cho nên lần trước ta nói không cảm kích ngài nữa đều là những lời giận dỗi. Chuyện đó tốt nhất hãy sớm quên nó đi. Bởi vì ta thấy cuộc hẹn dĩ sinh lần trước ta đã trêu đùa người, cho nên mới giúp đỡ cho người. Không cần phải đa tạ ta, hay chúng ta không ai nợ ai. Con người của ngài, tại sao lúc nào ngài cũng phải cố gắng che giấu tình cảm chân thật ở trong lòng của mình mà không cho người khác biết chứ? Đừng có giả bộ tỏ ra hiểu ta. Giống như lời người nói, chúng ta không phải bằng hữu. Trong hoàng cung vốn dĩ không hề tồn tại bằng hữu gì hết. Những người càng ở gần bên người, người càng phải đề phòng cẩn thận. Trời ơi, Quỳnh ngủ gật sao? Quỳnh nói ta nghe, ta đàn ra sao hả? Đứng lại. Quỳnh vẫn còn chưa nói ta biết cầm nghệ của ta tiến bộ hơn chưa? Trước giờ cô giống dĩ là một nữ tử có thiên phú rất cao. Chỉ cần cô muốn làm, không có việc gì không làm được. Giống như ngón tay của cô, nếu như cô chuyên tâm đánh đàn, một lúc nào đó nhất định sẽ đàn được những giai điệu mỹ miều nhất trên thế gian. Nhưng cô lại nhất quyết dùng nó để tranh quyền đoạt lợi. Chúc mừng cô, trình độ hiện tại của cô đã đủ để chiếm lấy trái tim thái tử. Nhưng mà sau khi cô chiếm được trái tim thái tử, cô sẽ lại có những tham vọng và phiền muộn khác, không bao giờ dừng. Quỳnh vốn không hề biết được ta đã trải qua nỗi khổ ra sao, từng bước đi đến vị trí như hôm nay. Quỳnh dựa vào đâu mà dám nói ta như vậy? Ta chính là muốn leo đến ngôi vị cao nhất rồi đạp tất cả mọi người dưới chân. Giả tâm của ta, Quỳnh không quản nổi. Ta dĩ nhiên không quản nổi. Nhưng mà sau này những chuyện xảy ra trong hoàng cung đều không liên quan ta. Ta sẽ đến Tây Vực bầu bạn với gió cát, để quỷ tha mà bắt cung điện tráng lệ tráng với những tranh đoạt bẩn thỉu này. Thái tử, tìm cái gì vậy? Giống như người mất hồn vậy. Trước đây một tháng còn mới đến đây thăm ta một lần, trong tháng này đến thăm ta ba lần. Sao hả? Đột nhiên thái tử lại thê nhơ bà lão ta nhiều vậy sao? À, mùa hè oi bức, còn lo cho ngọc thể của thái hậu. Vậy sao? À, trời ơi, nếu có lòng hiếu thảo như vậy thật cơ, vậy hòn đá cũng sẽ nở hoa. Cô là cố tình đợi bổn vương sao? Điện hạ, bởi vì nô tỳ vừa học được khúc nhạc U Lan, nhờ điện hạ bình phẩm. Lần trước cô mới vừa học Thủy Tiên Thao, chỉ mới qua nửa tháng lại học khúc nhạc mới. Tinh túy của học đàn nằm ở việc tiến bộ tiến bước một. Điện hạ nghe rồi sẽ biết. Thank you.
Ta vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta nghe cô đánh đàn, cô chỉ có dáng vẻ đánh đàn uyển chuyển chứ không có cầm nghệ. Chỉ có một tháng ngắn ngủi như vậy, cô đã tiến bộ thần tốc. Kỹ nghệ của cô không thua kém gì so với một vị cầm sư bình thường. Cô quả thật là một nữ tục thần kỳ. Cô nói bổn vương nghe xem, có phải là cô âm thầm tìm một sư phụ cầm nghệ giỏi giang chỉ dạy cho cô không? Thật ra, bí mật của nô tì đều nằm ở đây. Sao cô phải làm như vậy chứ? Tì luyện tập ngày đêm khiến cho 10 đầu ngón tay đều bị tróc da, mới cảm thấy tiếng đàn du dương hơn một chút. Chỉ cần điện hạ có thể đến khen nô tì một câu thì nô tì đã thị đã nguyện rồi. Nếu như tiếng đàn của nô tì có thể giúp cho điện hạ vơi đi nỗi buồn phiền, dù 10 ngón tay này đều bị đứt hết, nô tì cũng không màng đến. Bàn tay xinh đẹp như vậy hành hạ ra nông nỗi này, quả thật là quá tội ác mà. Bổn vương sẽ không để cho cô đánh đàn nữa. Điện hạ, người muốn đi đâu vậy chị? Bổn vương muốn qua đó thỉnh an thái hậu. Thần thiếp có thể đi cùng với điện hạ không? Thôi để ngày khác đi. Thái hậu thích yên tĩnh, nếu như hai ta cùng đi với nhau sẽ làm kinh động đến nhiều người, khiến thái hậu càng thêm phiền muộn. Thần thiếp nghe nói sức khỏe của thái hậu điện hạ bất an, lẽ ra thiếp càng phải đi thăm hỏi chăm sóc, sóc tròn hiếu đạo. Nếu nàng đã kiên quyết như vậy, chúng ta cùng đi chung đi. Hoàng thái hậu điện hạ, mãi mãi trường lạc. Bình thân. Nghe nói sau khi con trở thành thái tử phi, làm rất nhiều việc trai với thân phận của con. Hồi bẩm thái hậu điện hạ, thần thiếp chỉ là noi theo tấm gương hoàng hậu, làm tròn bổn phận của bản thân, e là có người cố tình nói quá sự thật. Noi theo tấm gương hoàng hậu, vậy tức là nói thái hậu này như ta sống quá xa quá. Chẳng trách gần đây thái tử suốt ngày cứ chạy đến chỗ của ta chăm sóc tốt phu quân của chính mình mới là bổn phận quan trọng nhất của con. Thời tiết nóng bức như vậy, ngay cả mèo cũng không muốn cử động, thái tử lại phải liên tục đến đây. Hay là chi bằng như vậy, dọn cùng thái tử đến đây cho rồi, để tránh khỏi tránh đi lại vất vả mệt nhọc rồi sinh bệnh. Hồi bẩm hoàng thái hậu điện hạ, thân là giảng bối, việc gì cũng cần phải đặt trưởng bối lên hàng đầu. Chính là do thời tiết nóng bức, chúng con càng thêm lo lắng ngọc thể của thái hậu. Đừng nói việc chỉ là đến đây thăm hỏi, cho dù là phải hầu hạ việc ăn uống ngủ nghỉ của thái hậu, cũng là nghĩa vụ của người làm con cháu. Thái tử điện hạ đi đâu rồi? Bẩm thái tử phi, khi nãy nhìn thấy thái tử điện hạ đi đến viên. Lúc thiếp 5 tuổi, mẫu thân và tỷ tỷ của thiếp đều đã phải rời khỏi thế gian. Một mình sống cô đơn lạnh lẽo, vừa lạnh vừa đói, lang thang ngoài đường. Ngoài trời thì tuyết rơi rất dày đặc. Lúc đó thiếp thực sự tưởng rằng mình sẽ không sống được nữa. Vậy sau đó là ai đã cứu nàng hả? Là một vị đại thúc tốt bụng đã cứu thiếp, nên thiếp mới giữ được tính mạng. Vị đại thúc đó mặc dù cũng rất yêu thương thiếp, rất quan tâm thiếp, nhưng thiếp không có thời khắc nào là không nhớ đến mẫu thân đã mất của mình. Thật ra bổn vương còn thê lương hơn nàng.
Ngay đến hình dáng của mẫu thân mình ta còn chưa từng được thấy. Từ lúc ta hiểu chuyện, bầu bạn với ta chỉ có một bức tranh chân dung mỏng manh mà thôi. Kể từ sau khi mẫu thân thiếp qua đời, ngài là người đầu tiên kể chuyện mẫu thân. Chỉ khi được ở bên cạnh ngài thì mới thật sự cảm nhận được trái tim mình ấm áp. Với ngài mà nói, có lẽ thiếp không phải là gì hết, nhưng trong lòng của thiếp, vị trí của ngài không ai có thể thay thế được. Điện hạ, thiện thực đã được chuẩn bị xong, thần thiếp có thể mời điện hạ về dùng. Điện hạ. Ồ. Được rồi, hai con hãy mau cầm đũa lên dùng bữa nhanh đi, đồ ăn sắp nguôi rồi. Dù sao sức ăn một người cũng có giới hạn, nuốt không nổi nhiều đồ ăn như vậy, chia cho người khác một ít không phải càng tốt sao? Người và cô ta quen nhau bao lâu rồi? Chắc là khoảng chừng một tháng. Ta với nàng ấy không giống như những gì nàng nghĩ đâu. Lúc chúng ta bên nhau chỉ bàn luận về cầm nhạc. Ngoài đây. Chính quân à, trong lòng của nàng có phải đang trách bổn vương không? Không có. Thật ra thiếp cũng hiểu rõ, không thể tình yêu trọn vẹn của ngài. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sẽ có một nữ nhân khác xuất hiện chia sẻ trái tim của chàng. Chỉ là thiếp không thể nào ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa, người này lại còn là bằng hữu tốt của thiếp. Nếu như hai nàng là bằng hữu tốt, chắc chắn sẽ không giống những nữ nhân khác ganh ghét lẫn nhau. Nhất định sẽ sống hòa thuận, có đúng không? Chỉ cần là mong muốn của điện hạ, chính quân nhất định sẽ cố gắng. Ta biết ngay mà, nàng là một nàng nhân thấu tình đạt lý, bổn vương không có nhìn nhầm nàng. Thật không ngờ nha đầu nhà ngươi tuổi đời còn trẻ như vậy, nhưng tâm tư lại không hề đơn giản. Thái hậu điện hạ, nô tỳ có chỗ nào làm không đúng hay sao? Xin ngài nghiêm khắc chỉ dạy nô tỳ. Từ lúc người bước chân vào Trường Lạc cung, người đã ấp ủ sẵn âm mưu. Trước tiên khiến cho ta tin tưởng người, rồi tìm cách tiếp cận thái tử. Người đang suy nghĩ quỷ kế gì trong lòng?
đừng có tưởng là tướng không nhận ra. Thái hậu điện hạ, nô tỳ tuyệt đối không dám có ý xấu. Tất cả những gì nô tỳ làm đều xuất phát từ tình cảm thật lòng dành cho thái hậu điện hạ. Nô tỳ rất nhỏ đã mất mẫu thân, nô tỳ chăm sóc thái hậu điện hạ là bằng tất cả tấm lòng kính trọng và hiếu thảo của người con đối với mẫu thân mình. Thái hậu điện hạ xin người đừng hiểu lầm nô tỳ. Thật lòng lòng được, giả dờ cũng được, tóm lại hai chúng ta có thể gặp nhau cũng là duyên phận. Nếu như người có ý với thái tử, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Thái hậu, ngươi cứ coi như đây là chút ân tình mà ta dành tặng cho ngươi.